chúng ta cùng nhau tạo hạt cho những hoa văn này sao cho hợp lý nhất và đẹp nhất để hòa trộn với màu da. Đầu tiên tôi chọn hoa văn này, sau đó các bạn vào phần filter chọn noise và chọn add noise. Các bạn chú ý rằng mình chọn tùy chọn monochrome để add cho đối tượng này những hạt nhũ hạt đen trắng. Ở đây review các bạn thấy tôi cho bằng 10 và ok. Và tương tự phần này cũng vậy, zoom lớn lên các bạn, chọn đối tượng filter noise và add noise. Thì các bạn thấy rằng đây có những lấm chấm trông rất là thật, tôi ok đúng không ạ? Bây giờ với hai đối tượng này, tôi chọn đối tượng trên nhấn Ctrl, chọn bên dưới, các bạn nhấn Ctrl E bàn phím để mạc hai layer lại với nhau. Sau khi mạc xong, chúng ta cùng nhau xử lý nó bằng chế độ hòa trộn. Các bạn chọn layer trên và vào kênh hòa trộn ở đây, các bạn chọn phần hòa trộn Multiply. Thì thấy đối tượng chúng ta bắt đầu hòa nhập với da, nhưng mà để đậm thế này thì hoàn toàn không hợp lý. Các bạn giảm phần opacity xuống, ở đây tôi cho khoảng 50%. Và chúng ta thấy rằng ta hòa nhập với da và trông đã khá là ấn tượng rồi. Còn nếu muốn, các bạn có thể tùy chỉnh thêm bằng cách chọn kênh Restoration và chuyển màu. Nếu như chuyển ở đối tượng này, nó làm ảnh hưởng các đối tượng bên dưới này, các bạn bấm dấu này. Tôi chỉ chuyển màu mỗi hoa văn thôi. Bạn thấy không nào? Còn trong trường hợp này, tôi chỉ gợi ý vậy thôi và tôi sẽ xóa đối tượng này đi. Tiếp theo, chúng ta tạo một layer mới nữa. Tôi sẽ làm các đối tượng người và hoa văn giả hình xăm này hòa hợp với nhau một cách ăn ý nhất bằng cách tôi chọn một màu nghiêng xanh. Ok. Và tôi dội lên cái layer này, chọn công cụ dội sơn và dội trực tiếp vào đây. Rồi dội xong tôi chọn chế độ hòa trộn overlay. Tôi thấy nó rất đậm, không quan trọng, chúng ta sẽ giảm phần white xuống. Ví dụ tôi để khoảng 60%. Với cách này, hình của chúng ta trông đã ấn tượng và hòa nhập hơn rất nhiều. Có vùng sáng tối rõ ràng. Và điều này sẽ làm cho hình xăm của chúng ta trông thật hơn. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Chúc các bạn thao tác thành công.